Từ nay về sau, nhiệm vụ phục hưng Long Gia sẽ giao cho con. Cha. Cha. Đừng bỏ lại con. Đừng bỏ lại con mà. Cha. Phải đi thật à? Huynh đệ, ở lại ngôi rừng này tiêu dao khoái hoạt, chúng ta còn có thể chiếu cố lẫn nhau, không phải rất tốt sao? Trở về trung thổ, lá rụng về cội là tâm nguyện của cha mẹ ta. Huống chi thế giới này rộng lớn như thế, ta muốn rời khỏi khu rừng này, ra ngoài xem sao. Đây là lộ phí và lương khô ta chuẩn bị cho đệ, dùng trên dọc đường. Cảm ơn cái gì? Đệ đã hạ quyết tâm sẽ đi rồi. Nếu còn từ chối chút tâm ý của ta thì trừ khi không coi thái thổ ta là huynh đệ nữa, làm sao thế được? Nào. Huynh đệ tốt, suốt cuộc đời này. Long Giật, đừng có quên ta đấy. Chẳng trách Long ca ca ở Kim Thủy Thành có thể hiểu lời nói của những người đó. Hóa ra huynh đã trải nghiệm nhiều như vậy rồi. Kim Thủy Thành ư? Sao các người lại đi xa như vậy chứ? Chắc không phải là cũng tìm bảo vật gì đó của Thượng quan Kim Hồng chứ? Sao huynh cũng biết vậy? Chuyện bảo vật của Thượng quan Kim Hồng? Cùng là con cháu giang hồ, rất ít người không biết đấy. Đúng rồi, sao đột nhiên huynh lại chạy tới Trung Nguyên vậy? Chẳng phải cũng giống huynh sao? Ngoài việc muốn tới Vũ Lâm này xem thế giới này rộng lớn thế nào, cũng tiện thể huynh đệ ta làm ăn buôn bán hương liệu một chút. Chủ thượng, chúng ta nên đi thôi, không thể kéo dài thời gian thêm được, nếu không đối phương trách tội đấy, chúng ta không chịu nổi đâu. Huynh đệ, hiện giờ chúng ta có chút chuyện, không tiện ở lại lâu, cáo từ trước. Vậy chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Long ca ca, sao ta cảm thấy người bạn này của huynh có chút kỳ lạ? Có phải huynh thấy có chuyện gì giấu chúng ta không? Những người Xiêm La bình thường sẽ không tùy tiện tới Trung Nguyên. Bọn họ lần này tới đây nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Vô Thương à, chỉ bằng chúng ta qua đó xem thử xem. Hai người mau đi bố trí một chút. Lý công tử, tay chân nhanh nhẹn một chút đi. Lý công tử, cẩn thận một chút. Tiết Văn, Lý Hoại, sao rồi? Lần này sau khi ta trở về thì chưa qua chỗ Thái Nguyệt, cô biết có ở đâu không? Sư tỷ trong phòng thử y phục. Đang thử hôn phục sao? Đúng rồi, ta sắp thành thân với sư tỷ của cô rồi. Sau này cô phải sửa lại xưng hô, gọi ta là sư tỷ phụ, biết chưa? Sư tỷ phu ư? Đúng vậy, nhớ đấy. Nếu hắn biết tất cả đều là giả hết, chỉ là một giấc mộng thôi, sợ là sau này sẽ rất đau lòng.
Sao chàng lại đến đây? Trước khi chúng ta bái đường thành thân không thể gặp mặt đâu, nếu không sẽ không may mắn đấy. Chàng ra ngoài đi. Nữ nhi giang hồ đâu ra lắm quy tắc thế chứ. Hơn nữa, một đại mỹ nhân thế này, sao ta có thể kiềm chế không gặp được, có đúng không nào? Mồm mép láo lỉnh, bộc lộ bản tính rồi chứ. Nhưng mà Thái Nguyệt à, nói thật, có lúc ta cảm thấy ta như đang nằm mơ vậy. Sao ta có thể thật sự thành thân với nàng được? Bất luận có phải là mơ hay không, ngày nào chúng ta còn bên nhau thì cứ thật vui vẻ, đừng nghĩ đến chuyện khác. Ta đột nhiên nhớ tới lúc ta rơi vào mộng cảnh ở núi Pha Cơ, mơ thấy ngày chúng ta thành thân. Sao chàng lại đến đây? Ta là Thượng Quan Hoài, thế nên giữa chúng ta không có thâm thù đại hận. Hôm nay ta đến là phụng lệnh sư phụ nàng đến rước nàng. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Bây giờ chúng ta là phu thê đã bái đường thành thân rồi. Nàng xem, phía Nam Thiên Hà có 3 ngôi sao. Ngôi sao sáng nhất là sao Ngưu Lang. Ngôi sao tối hơn một chút ở bên cạnh chính là con trai và con gái của họ. Sao trước nữ chính là ngôi sao sáng nhất phía Bắc Thiên Hà. Chàng nói xem có một ngày liệu chúng ta có chia lìa như họ không? Không đâu. Tại sao chàng lại chắc chắn như vậy? Cho dù có một ngày chúng ta thực sự chia lìa, cho dù nàng đi đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm nàng về. Thực sự hy vọng giây phút này mãi mãi không qua đi. Sau này chúng ta sẽ có 2 đứa con, một nhà 4 người, rời xa tranh chấp giang hồ, sống cuộc sống thuộc về chúng ta, có được không? Được. Bọn họ nói, con người sau khi chết sẽ hóa thành ngôi sao trên trời. Chàng có tin không? Ta cảm thấy mẫu thân ta nhất định đang ở trên trời phù hộ cho ta. Vậy chàng nói xem, phụ thân ta thì sao? Có phải người cũng đang ở trên trời theo dõi ta, sau đó trách ta không thay ông ấy báo thù? Ta cảm thấy phụ thân nàng nhất định sẽ hy vọng nàng sau này sẽ sống tốt. Nếu như thù hận cướp đi hạnh phúc của nàng, mang đi vui vẻ của nàng, ta tin bá phụ nhất định sẽ không muốn thấy nàng đi báo thù đâu. Thái Nguyệt, bây giờ là ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ mãi mãi luôn ở bên nàng.
Kỳ lạ. Hình dáng và chiêu thức của người này vì sao lại quen thuộc như vậy? Giống như đã từng gặp trước đó vậy. Kết thúc. Quay về rồi à? Thiếu chủ, tin tức về Thiện Nhi nghe ngóng thế nào rồi? Người đó đã đem nó đi đâu? Người này vô cùng thông minh, hơn nữa khinh công cũng rất giỏi. Không những xóa bỏ dấu chân của mình, còn ra tay giết chết người mà chúng ta phải đi theo dõi nữa. Theo phán đoán của lão Nô, nếu như đã có liên quan đến Tiết Thái Nguyệt, vậy chắc chắn là đi đến Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung ư? Nguyệt Thần Cung nhanh chóng nổi lên ở trên giang hồ, hơn nữa còn vô cùng bí mật, hầu như không có ai biết được vị trí cụ thể của nó nằm ở đâu. Ta thật sự lo lắng cho Thiện Nhi, hơn nữa hiện giờ trên người nó còn có vết thương. Không biết là người con của Nguyệt Thần Cung có gây bất lợi gì với nó hay không? Điểm này thiếu chủ cứ yên tâm. Bởi vì Nguyệt Thần đối với Thiện Thiếu Gia có tình, cô ta sẽ không để Thiện Thiếu Gia bị thương đâu. Chỉ cần thiếu chủ cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định có thể tìm ra vị trí của Nguyệt Thần Cung. Vậy đành làm phiền thiết thúc rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta giao lại cho nàng Long Phượng Hoàn mà mẫu thân ta giao cho. Đây là binh khí mà biết bao nhiêu người đều muốn có được. Chẳng thật sự bằng lòng giao cho ta ư? Trong mắt nhân sĩ giang hồ, đây có thể là thần binh, nhưng đối với ta, nó chỉ là tín vật mẫu thân để lại cho ta thôi. Bây giờ ta sẽ tặng nó lại cho người mà ta yêu nhất. Mẫu thân nhất định sẽ rất vui. Cảm ơn. Kỳ thực, đừng nói là Long Phượng Hoàn, cho dù là tâm pháp của Phi Đao Lý Gia, trong mắt của tất cả mọi người có thể là bảo vật lớn lao, nhưng đối với ta mà nói, so với nàng, bọn chúng không hề quan trọng. Chàng thật sự nghĩ như vậy ư? Nàng không tin ta à? Vậy thế này đi, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ viết ra tâm pháp của Phi Đao Lý Gia. Sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ giao lại cho nàng bảo quản, được không? Cảm ơn chàng. Cảm ơn chàng đã yêu ta như vậy. Ta cũng muốn cảm ơn nàng. Ta càng phải cảm ơn ông trời đã cho ta gặp được nàng. Thiết thúc à, vừa nãy ở Phương gia có một số điều không tiện nói với thúc. Thiếu chủ, ở đây tuyệt đối an toàn, xin ngài hãy nói đi. Thúc cảm thấy Phương Thiên Hạo con người này thế nào? Lão Nô cho rằng Phương Thiên Hạo con người này là người hám lợi. Ông ta để Phương Tiểu Thư tiếp cận hai vị công tử, mục đích chính là dựa dẫm vào người có quyền thế. Suy nghĩ của ta và thúc giống nhau. Thiếu chủ có chút lo lắng có phải không? Tương lai sau này hai người trở thành thông gia, rất khó đối phó. Lý gia chúng ta tuyệt nhiên là không cần phải hạ mình với loại người như Phương Thiên Hạo. Có điều ta bây giờ lo lắng nhất chính là hai đứa con trai của ta. Ta lo lắng ông ta sẽ có hành động bất lợi đối với Chính Nhi và Thiện Nhi. Con người Phương Thiên Hạo này cả đời chỉ có hai niềm yêu thích lớn. Thứ nhất là tiền tài. Thứ hai chính là con gái ông ta, Phương Khả Khả. Trước khi ông ta chưa biết thân phận thật sự của Thiện Thiếu Chủ, tìm mọi cách ngăn cản Phương Khả Khả và Thiện Thiếu Gia ở bên nhau. Nhưng mà sau này biết được Thiện Thiếu Gia phát hiện ra kho báu, lại thay đổi thái độ. Có thể nhìn ra ông ta có ý muốn dựa vào người có quyền thế. Chỉ đáng tiếc, ông ta chỉ có Phương Khả Khả, đứa con gái duy nhất, chỉ có thể là báu vật áp chế lên người cô ấy. Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, ai nói không đúng? Thiếu chủ,
Theo lão nô điều tra phát hiện, Tử Đằng Hoa tuy là giúp Cao Công Công điều tra kho báu, nhưng cô ta không phải là bán mạng cho Cao Công Công. Lẽ nào cô ta có ý định khác? Đúng vậy. Kim Vô Cấu của Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang ư? Theo lão nô điều tra phát hiện ra, bọn họ đã không còn trung thành với thượng quan gia. Hơn nữa, Tử Đằng Hoa và Kim Vô Cấu mấy ngày nay thường xuyên gặp mặt. Lão nô nghĩ rằng bọn chúng chắc chắn là muốn nuốt trọn kho báu này. Nếu như đã như vậy, bọn chúng cũng là đối thủ của Cao Công Công rồi. Vậy chúng ta không có gì để lo lắng nữa rồi. Trước mắt điều cần lo lắng nhất có lẽ là Cao Công Công. Có sự chống lưng của Cao Công Công, tên chó điên Hàn Tuấn chỉ e sẽ gây bất lợi cho thiếu gia. Vì vậy lần này Hàn Tuấn không đoạt được kho báu, át sẽ không chịu về để yên đâu. Thiếu chủ định đối phó với bọn chúng thế nào đây? Tên gian tặc Hàn Tuấn nhất định phải trừ khử hắn mới được. Còn về Cao Công Công, ta phải tìm cơ hội đích thân đến gặp ông ta một lần. Hàn Tuấn ơi Hàn Tuấn, người đúng là một kẻ vô dụng. Ta đưa ngươi từ trong ngục ra ngoài, vốn tưởng rằng sẽ cho ngươi một cơ hội để lập công chuộc tội. Nhưng không ngờ rằng ngươi vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Nếu không phải ta phái Tử Đằng Hoa tới cứu ngươi, chỉ e rằng ngươi khó bảo toàn tính mạng rồi. Công Công có điều không biết, tiểu nhân cũng có nỗi khổ tâm. Thiết Âm đột nhiên xuất hiện, lợi dụng điểm yếu là cuốn sổ ghi chép về thuế mà Vương Đại Nhân giao lại. Lý Man Thanh không chỉ cầm lấy đan thư khiết khoán của tổ tiên, còn bảo ta chuyển lời tới Công Công. Chuyển lời gì? Hắn nói thánh chỉ và mật chướng giả mạo, trước hết cứ để hắn trông giữ. Mong Công Công đừng nghĩ cách lấy của Lý Hoại, nếu không sẽ bẩm báo với Hoàng thượng. Lại dám đe dọa ta sao? Được, Lý Man Thanh, ta muốn xem rốt cuộc người có bản lĩnh lớn thế nào mà giữ được những thứ như vậy. Sư phụ, Lý Hoại đã đồng ý với con. Sau khi con thành thân cùng chàng, sẽ nội công tâm pháp truyền Lý Phi Đao cho con. Con tin tưởng hắn ta đến thế sao? Hắn ta sẽ không lấy thứ giả để lừa con chứ? Con tin chàng, chàng sẽ không lừa dối con đâu. Mong sư phụ hãy yên tâm. Được, vậy ta đợi tin tốt của con. Sư phụ à, còn có chuyện gì khác không? Đợi sau khi chàng đem nội công tâm pháp truyền cho con rồi, có thể cầu xin sư phụ hãy tha cho chàng. Thái Nguyệt cầu xin sư phụ có thể giữ lại mạng của Lý Hoại. Nếu sư phụ có thể đồng ý, con nguyện làm bất cứ chuyện gì vì sư phụ. Con không cần nói như vậy, tâm tư của con sư phụ hiểu mà. Nếu Lý Hoại chết, con cũng sẽ đau lòng. Sư phụ cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Sư phụ thương tiếc con, sẽ không làm khó cho con đâu. Đứng lên đi. Hắn sẽ giao cho con xử lý. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, nhà đầu Thái Nguyệt này đã hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán rồi. Ta không tin Lý Hoại sẽ đem nội công tâm pháp của Phi Đao truyền thụ cho con bé. Ý của sư phụ là... Họ đến đây làm gì? Ai? Chủ thượng, xảy ra chuyện gì? Chỉ là một con mèo hoang thôi. Tiến vào đi. Vâng.
Hoa Mạn Đà La thế nào rồi? Mục đích hành động lần này của họ là vì Hoa Mạn Đà La. Đó là hoa gì? Hoa Mạn Đà La vốn có độc, nhưng người Xiêm La lợi dụng khí hậu đặc biệt nơi đó nuôi dưỡng ra một loại hoa Mạn Đà La khác. Nhưng nếu loại hoa này một khi nở hoa, người trong bán kính một dặm chắc chắn sẽ sinh ra ảo giác, thậm chí tử vong. Họ muốn thứ độc như vậy làm gì? Người nào? Chủ thượng, bên ngoài quả thực có người, nhưng để chúng thoát mất rồi. Xem ra các ngươi bị người khác theo dõi rồi. Cũng không biết đối phương nghe được bao nhiêu. Nếu làm hỏng kế hoạch của chủ thượng, bộ lạc các ngươi hy vọng muốn chiếm được một phần của thế lực của Xiêm La liền tan nát rồi. Cô xin bớt giận, xin cô cho một cơ hội nữa. Việc lần này bọn ta nhất định dốc sức giải quyết. Cách ngày Hoa Mạn Đá La nở hoa không còn xa nữa, các ngươi tự giải quyết ổn thỏa. Cùng tiễn cô. Chủ thượng, đây là nhặt được trên đường. Cao công công, xin dừng bước. Chủ nhân nhà ta có chuyện muốn nói. Bổn công công còn có việc phải làm, có gì ngày khác hãy nói đi. Chủ tử nhà các ngươi không dạy ngươi quy tắc làm người sao? Người đâu? Đưa hắn. Cao công công. Cao công công, ngài có phải muốn kêu những cẩm y hộ vệ ngoài cửa không? Ngài không cần phí sức nữa, bọn chúng đã bị ta điểm huyệt rồi. Thì ra là phò mã của gia đại quá quang lâm. Ngài muốn gặp ta, phái người đến thông báo một tiếng là được rồi, hà tất phải đến nơi này? Cao công công là đốc chủ của Đông Xưởng, bận rộn công sự, ta chỉ là đi ngang qua đây nên đến thăm hỏi một chút thôi. Không biết Cao công công dạo này thế nào? Nhờ phúc của phò mã ra, ta cũng xem là không cần lo đến việc cơm áo. Không biết phò mã ra tìm ta là có chuyện gì đây? Cao công công là người thông minh, mục đích ta đến đây Cao công công không phải không biết chứ. Chúng ta cứ nói thẳng thắn ra đi. Ta hy vọng Cao công công đừng làm khó con trai của ta. Nếu nó thật sự trộm tiền tài của quan phủ, ta sẽ nhất định nhốt nó vào quan phủ hỏi tội. Nhưng nếu như có người cố ý đổ tội, vậy người làm phụ thân như ta sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nó. Phò mã gia à, phò mã gia, ngài là mệnh quan triều đình, sao lại mang phong thái giang hồ thế? Không phải ta muốn làm khó con trai ngài, rõ ràng là lệnh ngang không cai chống lại triều đình. Ta cũng chỉ là phụng mệnh đem tội phạm về quy án thôi, chẳng lẽ không hợp với pháp lý sao? Chuyện hợp pháp lý chưa chắc đã hợp tình. Ta khuyên Cao công công hay là lui một bước đi. Nếu ta không lui thì sao? Phò mã gia, 20 năm trước Lý gia ngài rất thịnh vượng, nhưng nay đã lụi tàn rồi. 10 Lý gia cũng không địch nổi một Đông Xưởng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ta khuyên ngài vẫn là suy nghĩ lại thực lực rồi hãy nói. Hổ chết vẫn còn uy. Cao công công, nhất định ngài đừng xem thường ảnh hưởng và địa vị của tiểu Lý Phi Đao trên giang hồ. Hơn nữa, dưới Thiết Ngân Y ta vẫn còn 36 trại. Tập hợp lại có thể ngang hàng với Đông Xưởng của ngài rồi. Cao công công, Lý Man Thanh ta vì bảo vệ con trai, nếu có chỗ không phải với Cao công công, vẫn mong Cao công công lượng thứ. Cáo từ. Này, cái lão Lý Man Thanh này, thứ gì không biết, công công ngài xem kìa. Lão gia. Công chúa, sao nàng lại ra đây? Thiếp cố tình đợi mọi người. Chính nhi đâu rồi? Sao không cùng về với mọi người vậy? Có phải nó... Công chúa à? Tuổi trẻ mà, có tương lai của riêng mình.
Ta nghĩ rằng nó ở bên ngoài lăng bạt nhiều hơn mới phải. Công chúa, ta nghĩ nàng nên cho chính nhi chút không gian riêng đi. Chàng còn nói hời hợt như vậy. Chuyện Sơn Thành lần này Thiết biết hết rồi, sao chàng còn để chính nhi ở trong nguy hiểm ngoài kia chứ? Rõ ràng chàng không hề coi nó là con ruột của mình mà. Công chúa à? Thiếu chủ, có chuyện gì về rồi hãy nói đi. Lùi hết xuống cho ta, đừng đi theo ta nữa. Vâng. Công chúa, lúc nãy sao nàng có thể nói như vậy chứ? Bàn tay bả vai gì cũng là thịt, hai đứa nó đều là con trai ta. Hồi trước chỉ vì công chúa quá nương chiều chính nhi mà thôi, nên ta mới quyết định lần này để nó ở bên ngoài lang bạt nhiều thêm. Nếu không làm ra nam nhi Lý gia ta, sau này sao có thể đứng vững trên giang hồ được chứ? Vậy thượng quan Họa thì sao? Sao chàng lại căng thẳng như vậy? Không tiếc đắc tội Cao Công Công, thậm chí còn chuyển đơn thư thiết khoán của tổ tiên ta ra. Đổi lại là chính nhi, chàng có làm như vậy hay không? Lý Man Thanh, ta nói lại cho chàng một lần nữa. Ở Lý gia, chàng chỉ có mình chính nhi là con trai. Những kẻ khác không được bước vào Lý gia nửa bước. Đồ xấu xa này, không biết có xảy ra chuyện gì không? Chào buổi sáng. Tiểu thư, cô ra đến rồi. Đồ xấu xa. Hay là huynh ấy trở về rồi? Chào buổi sáng cô ra. Chào buổi sáng cô ra. Chào buổi sáng cô ra, chào. Khả khả, sao lại là huynh? Chào cô ra. Cô ra cái gì mà cô ra, đừng có gọi linh tinh. Mấy kẻ hạ nhân các người, nếu các người còn gọi cô ra trước mặt ta, sẽ bán hết các người đi đấy. Khả khả. Khả khả. Sao lúc nãy huynh không tránh đi? Làm cho bây giờ ta chẳng giống người nữa rồi. Hơn nữa vừa rồi ta cũng không phải cố ý đối xử với huynh như vậy đâu. Xin lỗi khả khả, đều là ta không tốt. Ta không nói cho muội biết trước nên mới khiến mọi người hiểu nhầm. Muội đừng giận nữa được không? Được rồi, đừng nói nữa. Ta không muốn huynh đến làm phiền ta nữa đâu. Đang viết gì vậy? Ta đang viết lại nội công tâm pháp của Phi Đao. Sao thế? Nàng tưởng là ta tùy tiện nói sao? Sau khi thành thân, ta sẽ đem tất cả đồ đạc của ta giao cho nàng giúp ta bảo quản mà. Sư phụ, người Xiêm La mà sư phụ tìm đã đến Trung Nguyên rồi. Còn bên phía Lý Hoại cũng đang viết lại nội công tâm pháp của Phi Đao. Ít hôm nữa sẽ hoàn thành. Được. Đem tin tức về đại hôn của Nguyệt Thần và truyền nhân của Phi Đao tung lên giang hồ. Sư phụ, tại sao lại làm vậy? Tiểu Lý Phi Đao và Nguyệt Thần cung liên thủ, còn nói xem giang hồ sẽ thế nào đây? Chắc chắn sẽ làm giang hồ dậy sóng. Sao muộn thế này rồi mà không có ai gọi ta dậy vậy? Cô, sao cô lại ở đây? Nếu như ta không đến, không phải sẽ để lỡ mất màn kịch hay này hay sao? Lý chính công tử đó lại có tình cảm sâu nặng với cô. Tình cảm sâu nặng có tác dụng gì? Người ta yêu chính là Lý Hoại, chứ không phải là Lý Chính. Không sai. Người cô yêu không thích cô. Người trong tim Lý Hoại là Nguyệt Thần. Một người mà cô vĩnh viễn không bao giờ có thể thay thế được.
Cô... Chỉ sợ cô vẫn không biết, Nguyệt Thần Cung đã chiêu cáo thiên hạ rồi. Không lâu nữa Nguyệt Thần sẽ thành thân với... Cô cho là đến lúc đó, người thành thân với Nguyệt Thần sẽ là ai đây? Thành thân ư? Huynh ấy lại muốn thành thân với một ma đầu sát nhân sao? Sao có thể vậy được chứ? Cậu oán giận không? Oán trách bản thân vô dụng không? Ta cho cô một cơ hội. Cô chỉ cần luyện thành bộ công phu này là sẽ có thể đánh bại Tiết Thái Nguyệt, giành lại người trong lòng. Tới lúc đó thì không cần giống như bây giờ nữa rồi, một mình ở trong phòng tự oán trách mình nữa. Công pháp này tà độc như vậy, cô bắt ta phải luyện thế nào đây? Vì người mình yêu, chịu khổ một tí thì có là gì? Hay là cô nghĩ Lý Hoại vốn không đáng để cô chịu khổ vì hắn? Tại sao ta phải nghe lời cô? Hơn nữa tại sao cô lại tốt bụng giúp ta như vậy? Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa trên người cô chả có gì đáng để ta lợi dụng. Ta chỉ là không muốn cô giống như ta vậy thôi, chịu đựng đau khổ của việc mất đi người mình yêu. Nếu như thực sự yêu một người thì nên nghĩ cách để có được hắn. Lẽ nào không phải sao? Dù gì huynh ấy cũng là hôn sự của ta, thì sao huynh ấy lại có thể lấy người khác được? Thế nào, chuyện đó làm tới đâu rồi? Cuối cùng thì chàng cũng chỉ quan tâm tới chuyện mà chàng kêu ta đi làm, chứ chưa từng biết quan tâm tới ta. Xem nàng nói kìa, sao ta lại không quan tâm nàng chứ? Nàng chính là người mà trong lòng ta thương nhất. Lúc nào ta cũng nhớ tới nàng mà. Coi như chàng giỏi. Sao nào? Nàng cảm thấy con nhà đầu thối đó, nó có bị chúng ta gạt không? Ta đã đưa bí kíp độc công cho con nhà đầu đó rồi. Chuyện sau này thì phải xem nó yêu Lý Hoại bao nhiêu. Được. Vậy nàng có mấy phần chắc chắn con nhà đầu đó sẽ làm theo những gì mà chúng ta sắp đặt? Ít nhất cũng 8 phần. Đàn ông các người mãi mãi cũng sẽ không biết, đối với phụ nữ mà nói, tình yêu mới chính là thứ thúc độc nhất trên thế gian này. Ta mới có thể nhìn ra tình yêu mà cô ta dành cho Lý Hoại, chỉ sợ ngay cả bản thân cô ta cũng không biết nó sâu đậm tới cỡ nào đâu. Ta sớm đã trúng độc dược tình yêu của nàng rồi. Tiểu thư nguôi giận một chút đi. Đến cả ngươi cũng ức hiếp ta sao? Khả khả, muội sao vậy? Muội không sao chứ? Ta không sao, không cần huynh lo. Đã là lúc nào rồi còn cố, cho ta xem mắt nào. Sao rồi? Đỡ chút nào chưa? Tại sao huynh lại đối tốt với ta như vậy? Vì muội đáng để ta tốt với muội mà. Khả khả, nếu muội có chuyện gì không vui thì hãy nói ra đi, tuyệt đối đừng làm tổn thương mình như vậy nữa. Nếu muội có yêu cầu gì thì hãy nói cho ta nhất định sẽ giúp muội làm được. Nếu ta muốn huynh vì ta đi giết Tiết Thái Nguyệt thì sao? Đàn ông các người đều như nhau,
lời hứa thốt ra nhưng lại không thể thực hiện được. Vậy tại sao cứ phải dễ dàng nói ra lời hứa chứ? Khả Khả, cha, mẹ, con gái sắp thành thân rồi. Tuy chàng ấy là con trai của Lý Man Thanh, nhưng chàng đối với con quả thực rất tốt. Chúng con ở bên nhau vui lắm và rất hạnh phúc. Cha, mẹ à, không phải là con bất hiếu. Nhiệm vụ báo thù trên vai con không dám quên. Nhưng đó là người con yêu. Sao con có thể tự tay làm tổn thương chàng, lấy mạng chàng được? Tất cả những sai lầm này chỉ có thể trách một mình Lý Man Thanh. Phụ thân, mẫu thân, lần này con gái thật sự muốn tùy hứng một lần, cố gắng vì hạnh phúc của bản thân mình. Hai người có thể hiểu cho con không? Nếu như có một ngày con vì chàng mà thực sự buông bỏ tất cả thù hận trong lòng, hai người có trách con không? Sư tỷ, sao muội lại đến đây? Sư tỷ à, tỷ sao vậy? Không sao. Sư phụ tìm tỷ qua đấy. Ta biết rồi, ta đi bây giờ đây. Sư phụ, người tìm con ạ? Ngày mai con thành thân rồi. Con đừng có để tình ái làm điên đảo đầu óc. Con phải nhớ cho kỹ mục đích cuối cùng của việc thành thân. Đây chỉ là một màn thành thân giả. Sau khi lấy được công pháp nội công, con tống Lý Hoại đi. Thái Nguyệt hiểu ạ? Hiểu là tốt. Con đừng có làm ta thất vọng. Lui xuống đi. Vâng. Khả Khả, ta biết cái chết của bá phụ làm muội rất buồn, nhưng ta tin bá phụ trên trời có linh. So với báo thù, ông ấy càng hy vọng muội sống vui vẻ. Huynh không phải là phụ thân ta, sao huynh biết phụ thân ta nghĩ thế nào?
Hay là huynh cũng giống với Lý Hoại, luôn nghĩ cho Tiết Thái Nguyệt? Đương nhiên không phải. Muội biết mà. Bất kể thế nào ta cũng sẽ đứng về phía muội. Vậy sao? Bất kể ta làm gì. Đúng. Bất kể muội làm gì, ta đều đứng về phía muội, không xa rời, vĩnh viễn ở bên muội. Được. Lời này là huynh nói đấy. Ta nhớ kỹ rồi. Khả Khả, hãy cùng ta về kinh thành đi. Nếu muội không muốn đến kinh thành, muội nói ta biết muội muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng muội. Chỉ cần muội đem nửa đời sau giao cho ta, ta nhất định sẽ chăm sóc muội tốt. Lý Chính, huynh không cần làm vậy. Trong lòng ta chỉ có Lý Hoại thôi. Ta có thể đợi. Ta có thể đợi đến ngày muội quay đầu nhìn lại ta mới thôi. Phương Khả Khả, ta có gì tốt mà khiến huynh vô danh vô phận ở bên ta? Làm phí hoài thời gian quý báu của huynh. Thời gian quý báu ư? Ở bên muội mới là thời gian quý báu. Được rồi, huynh đừng nói nữa. Ta sẽ không đi cùng với huynh đâu. Thái Nguyệt, sao lại giết Vương Thiên Hào chứ? Trong đó nhất định là có ẩn tình khác rồi. Khả Khả, ta cảm thấy cái chết của bá phụ có điều kỳ quặc, nhưng muội yên tâm, ta sẽ giúp muội điều tra rõ. Huynh là muốn điều tra rõ hay là giúp biết Thái Nguyệt thoát tội đây? Khả Khả, ta biết giờ muội rất buồn và đau khổ, nhưng muội hãy bình tĩnh nghĩ lại xem. Thái Nguyệt không có lý do gì để giết phụ thân muội cả. Huynh bảo muội bình tĩnh thế nào đây? Nếu không phải do cô ta, phụ thân muội sẽ không chết. Muội chỉ có mình phụ thân là người thân, giờ vì cô ta, muội đã hoàn toàn biến thành cô nhi. Khả Khả, Long ca ca, thế nào rồi? Có muốn nghỉ một lát không? Không cần, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chúng ta nhanh đi thôi. Con gái ngoan, phụ thân sợ con đói, đặc biệt đem cơm đến cho con đây. Những món này là ta đặc biệt dặn nhà bếp làm cho con đấy. Đều là món con thích ăn. Nào, nhanh ăn đi nhân lúc còn nóng. Con xem nhà đầu con kìa, sao ngủ dậy mà cũng không gấp chăn lại. Sau này gả đi, sao mà hầu hạ cha mẹ chồng. Người chết không thể sống lại. Khả Khả, muội phải kiên cường lên. Ta kiên cường thế nào đây? Ta trơ mắt nhìn phụ thân chết trong lòng ta. Ta rõ ràng biết kẻ thù là ai, nhưng ta lại không phải là đối thủ của cô ta. Đây là do muội năng lực không đủ. Nếu lúc đầu muội nghe ta, tu luyện độc công cho tốt, phụ thân muội cũng sẽ không... Tỷ nói đúng. Ta nên luyện độc công cho tốt. Thế thì Thái Nguyệt sẽ không phải đối thủ của ta nữa rồi. Làm phiền tỷ tỷ tiếp tục dạy ta. Mục tiêu của chúng ta là cùng một người. Ta đương nhiên sẽ giúp muội muội hết mình. Vô Thương, đừng sợ. Nếu muội sợ, nắm lấy tay ta, nhắm mắt lại. Có Long ca ca ở đây, ta không sợ.
Vô Thương, theo sát ta. Tâm trí loạn, nội lực sẽ loạn. Nghĩ đến phụ thân muội chết thế nào? Xem bên đó có con thỏ đấy. Đi, giết nó đi. Nó chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi. Kẻ thù của muội cũng là sinh mệnh. Nếu muội đến một con thỏ cũng không giết được, làm thế nào mà đi báo thù được đây? Ta không làm được. Vương Khả Khả, muội thật là yếu hèn. Báo thù chính là phải bỏ hết tình cảm trên thế gian qua một bên. Có như thế muội mới có thể làm một cách triệt để được. Nếu muội đến một con thỏ mà cũng không giết được, muội căn bản không thể báo thù cho phụ thân muội được. Ta không phải yếu hèn, nó chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi, ta không cách nào được. Muội như thế thì căn bản không khống chế được độc công ta dạy muội rồi. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Tiền bối, tiền bối, tiền bối, xin hai người cứu tỷ tỷ ta. Lại là các người. Không cứu, không cứu đâu. Tiền bối, ta xin hai người mà, cứu tỷ tỷ ta đi. Nha đầu, cô tội gì phải làm thế? Chúng ta không muốn có bất cứ qua lại nào với người có liên quan đến Lý gia. Các người mời cao nhân đi. Tiền bối à, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Hơn nữa trong chúng tôi không có ai họ Lý cả. Ta xin người đưa tay cứu giúp nể tình xưa đi mà. Cứu tỷ tỷ ta đi. Lúc đầu chính là nể mặt các người, tha cho Thiết Ngân Y đã là cực hạn rồi. Tiền bối, khi xưa ấp trứng, cô ấy là người có công lớn nhất, người hãy nể tình. Khi xưa làm điều tốt, nhanh cứu cô ấy đi. Giờ cô ấy đã trúng độc nặng, nếu còn không cứu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Các người nói nhiều nữa cũng vô dụng thôi, chúng ta tuyệt đối sẽ không cứu đâu. Tiền bối, nhưng mà chúng ta có thể cho các người ở lại một đêm. Đợi sau khi bệnh tình Tiết cô nương ổn định rồi, phải lập tức rời khỏi. Phải lập tức rời khỏi đấy. Tiền bối. Được đấy. Thơm quá. Tiền bối. Ôi thơm quá. Tiểu tử cậu, đừng có tưởng giúp chúng ta làm chút chuyện, chúng ta sẽ ra tay chữa trị cho Tiết nhà đầu đấy. Nếu thế này vẫn chưa đủ, tiền bối cứ sai bảo đi. Nếu có thể cứu Tiết cô nương, ta tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho hai người. Vậy nếu chúng ta yêu cầu cậu đi giết Thiết Ngân Y thay bọn ta xả giận thì sao? Long giật ta trước giờ chỉ bảo vệ người, sẽ không giết người đâu. Thứ tại hạ không cách nào đồng ý yêu cầu của hai người được. Mong hai vị tiền bối nghĩ đến chuyện khác đi. Cậu không cần cự tuyệt nhanh vậy đâu. Nghĩ kỹ đi rồi quay lại. Chỉ là nếu còn kéo dài, chỉ sợ nhà đầu đó sẽ bị độc nhập tâm thần, sẽ không cứu được nữa. Sao lại không đồng ý cho ta một cơ hội chứ? Sao muội không đồng ý đi cùng với ta? Sao không đồng ý cho bản thân một cơ hội để yêu ta? Phụ thân không nhìn nhận ta, chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến đại ca.
Muội cũng thế. Trước giờ chưa bao giờ dừng lại bên ta thêm chốc lát. Muội biết không? Ngày đó chúng ta chạy thoát ra từ tình nhân trại. Muội không tiếc mạng mình trị thương cho ta. Ta đã hẹn ước chung thân với muội rồi. Khả Khả, ta sẽ không để muội rời xa ta đâu. Rất tốt, có tiến bộ đấy. Cứ thế này, giết chết Tiết Thái Nguyệt chẳng phải chuyện khó khăn gì. Ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu. Cách muội luyện độc công đã vượt qua phong thái của ta năm đó. Hơn nữa, chúng ta cùng trải qua những chuyện giống nhau, đồng mệnh tương liên, cho nên ta mới đồng ý giúp muội. Vậy sao? Ta cùng trải qua những chuyện giống tỷ ư? Cơ thể ta từ nhỏ đã bách độc bất xâm, có thể khống chế tất cả các thuốc độc. Nhưng mà ta sẽ khống chế một loại chướng độc. Chỉ cần người đụng phải ta sẽ bị khô héo. Đương nhiên, ta có được thành tựu hôm nay, tất cả là nhờ một người ban cho. Nếu không nhờ huynh ấy xuất hiện, e là ta đã sớm bị thôn dân trong thôn xem là yêu quái mà giết chết rồi. Huynh ấy là ai? Huynh ấy là ai muội không cần biết. Chúng ta từng hẹn ước sống chết cùng nhau. Nhưng mà huynh ấy lại cưới người con gái khác. Lúc đó ta ở ngoài cửa. Xin các người cho ta gặp Thịnh ca ca. Huynh ấy từng nói huynh ấy sẽ đem thuốc giải đến cưới ta. Đó chỉ là lời nói đùa nhất thời thôi. Lời hứa từng nói, một câu nói đùa là có thể làm cho qua loa cho xong ư? Ông cho ta vào đi. Để ta vào. Sau đó ta mới hiểu, đàn ông đều là thứ động vật vô tình. Ta đem theo thù hận trở thành sát thủ đệ nhất giang hồ. Ta thích xem đám đàn ông đó đau khổ chết đi, xem bọn chúng cầu xin tha mạng, xem vẻ mặt trước khi chết của bọn chúng. Khả Khả, ta tin muội nhất định sẽ thành công. Thái Nguyệt, cô tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Ta có phải sắp chết rồi không? Không đâu, có ta ở đây nhất định cô không chết đâu mà. Huynh đừng lừa ta nữa. Cơ thể ta thế nào, ta hiểu rõ nhất mà. Chỉ là có một chuyện, nếu ta không làm rõ, ta sẽ chết không nhắm mắt. Cô đừng nói lung tung. Có chuyện gì muốn ta làm, cô cứ nói với ta đi, ta sẽ lập tức đi làm. Ta và Lý Hoại đó thật sự quen biết sao? Giữa ta và hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mỗi khi nghĩ đến người này, ta cảm thấy tim mình rất đau. Huynh ấy là người cô yêu sâu đậm. Bất kể hai người xa cách nghìn dặm, nhưng hai người cũng sẽ
cố gắng hết sức trở về với nhau. Sao có thể chứ? Ta là sát thủ Nguyệt Thần Cung. Ta vô tình vô ái. Hắn là con trai của Lý Man Thanh. Sao ta có thể yêu hắn được? Được. Nếu như huynh nói hắn là người ta yêu sâu đậm, vậy tại sao ta lại không nhớ chút nào cả vậy? Ta cũng không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chuyện ta có thể chắc chắn mà nói với cô rằng hai người từng yêu đối phương sâu đậm, thậm chí xem đối phương còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Vậy tại sao ta lại không nhớ chút nào về hắn cả? Cô sao vậy? Nào, nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Bất kể là vì ta hay vì Lý Hoại, ta quyết không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Độc của rắn tam hoa đã bắt đầu phát tác rồi. Chẳng lẽ không còn thời gian nữa ư? Thái Nguyệt, cô phải gắng gượng lên. Long ca ca, sao huynh lại ra rồi? Thái Nguyệt cô nương đã tỉnh lại rồi. Chỉ là độc trên người cô ấy đã bắt đầu phát tác rồi. Ta rất lo sẽ không cứu được cô ấy. Muội đừng lo cho ta nữa, nhanh đem canh gà đưa cô ấy uống đi. Hay là huynh lại cầu xin công tiền bối đi. Lúc trước ta đã hỏi phu phụ công tôn lần nữa rồi. Họ đã đồng ý với ta chấp nhận nhượng bộ. Thật à? Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà bọn họ muốn ta phải giết Thiết Ngân Y thì mới đồng ý cứu Tiết Thái Nguyệt cô nương. Thế này thì cũng quá ép buộc người khác rồi. Chưa nói huynh đồng ý hay không, cho dù huynh có đồng ý cũng chưa chắc là đối thủ của ông ấy. Vô Thương, lẽ nào bây giờ chúng ta đã cùng đường rồi sao? Long ca ca, huynh yên tâm đi, tất cả mọi việc rồi sẽ tốt thôi. Xem ra Long thiếu hiệp đã nghĩ xong rồi. Con làm gì đấy hả? Con không có cách nào làm trái với lương tâm của mình mà đồng ý với yêu cầu của tiền bối được. Nhưng Long giật con vẫn còn cái mạng này. Con tình nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của Tiết cô nương. Làm càn. Con coi công tôn vô thắng ta thành loại người gì rồi? Chúng ta lấy mạng của con làm gì chứ? Đứng dậy đi, đứng dậy nói chuyện. Con không đứng dậy. Bây giờ Tiết cô nương tính mạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như vẫn không cứu được cô ấy sẽ nhanh chóng trúng độc mà chết. Có chuyện gì thì đứng dậy nói. Con không đứng dậy, con cầu xin hai vị đấy. Con cầu xin hai vị, cầu xin hai vị mà. Đứng dậy, được rồi. Con ngắt cho chúng ta thạch nhĩ nghìn năm ở vách đá phía đông của núi Pha Cơ. Nói không chừng chúng ta có thể suy nghĩ cách để cứu Tiết cô nương được đấy. Hai vị tiền bối, lời này của hai vị là thật sao? Ta nhắc nhở con, vách đá đó vực sâu vạn trượng, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ muôn đời không bao giờ quay lại được đâu. Sẽ mất mạng đó. Cho dù là núi cao hiểm trở, con cũng sẽ xông pha. Ta nói với con như thế nào? Yêu cầu con trông coi Thái Nguyệt thật chặt. Vậy người đâu? Lúc đó Đồ Nhi đang ở trong phòng lại bị tập kích bất ngờ, bị người khác đánh ngất. Tung tích của sư tỷ, Đồ Nhi thật sự không biết ạ. Trong Nguyệt Thần Cung này lại bị người khác tập kích bất ngờ. Con tưởng ta thật sự tin con? Những chuyện giữa con và sư tỷ ta cũng tin sao? Con đây là cố ý để che giấu cho nó. Đồ Nhi không dám giấu giếm. Lúc đó thật sự là bị người khác tập kích bất ngờ. Tốc độ của người đó cực kỳ nhanh, con căn bản là không phản ứng kịp. Con đứng dậy trước đi. Cảm ơn sư phụ. Chuyện này sư phụ không trách con. Sư tỷ của con thông minh cơ trí, lại giỏi võ công, chỉ là quá bướng bỉnh, dễ dàng trở nên cực đoan. Ta chỉ muốn bảo vệ nó. Và lại kẻ thù của chúng ta nhiều như vậy, ta chỉ sợ nó gặp chuyện gì bất chắc thôi.
Đúng rồi. Có một chuyện, ta cần con đi làm. Không biết sư phụ có việc gì. Con lập tức khởi hành đi đến Xiêm La, tìm thấy Thái Phổ Công. Bây giờ sắp đến lúc hoa mạn đà la nở rồi, ta cần con trông coi nghiêm ngặt. Hoa mạn đà la phải đem nó về Nguyệt Thần Cung, toàn vẹn không tổn hại. Đổ Nhi tuân lệnh. Ông nói này, ông nói xem Long Thiếu Hiệp này và Vô Thương Cô Nương, hai bọn họ liệu có gặp nguy hiểm không? Bà đấy, vẫn nghịch ngợm như thế à? Ông vẫn còn nói à? Nếu không phải lúc đó ông khăng khăng không chịu cứu Tiết Cô Nương, tại sao ta có thể đưa ra yêu cầu khó như vậy chứ? Làm khó bọn họ quá rồi. Vậy, hy vọng bọn họ thuận lợi may mắn. Hai đứa trẻ này cũng thật là, đã nói với bọn chúng là rất nguy hiểm rồi. Mà bọn chúng cứ nói đi là đi thôi. Nhưng mà bọn họ trọng tình trọng nghĩa như vậy, ta khá là thích bọn họ đấy. Vậy thì đơn giản rồi, nhận bọn chúng làm cháu trai cháu gái của ta. Náo nhiệt biết mấy, được đấy, được đấy. Đây là ông nói đấy nhá, không được nuốt lời đâu đấy. Không đâu, không đâu. Vậy thì tốt rồi. Đến lúc đó Thiên Nhai Hải Các ta cũng sẽ náo nhiệt. Y thuật của chúng ta cũng có người truyền lại rồi. Hay lắm, rất hay. Nghe bà cả đấy. Là nghe bà đấy. Ông nó à. Huynh không sao chứ? Ta không sao. Ta không sao. Ta tưởng là dễ không thể gặp lại huynh nữa rồi. Không sao rồi, chúng ta mau đi về thôi. Nào. Hai vị tiền bối, chúng con đã hái được thạch nhĩ ngàn năm rồi. Xin hai vị hãy thực hiện lời hứa với chúng con. Được rồi, con xem này, rách một mạc lớn thế này. Ông nó à? Ông nhìn này. Ha ha ha.
Tiền bối, tiền bối làm sao vậy? Tiền bối ôm con chặt quá không thở được rồi. Đúng đấy tiền bối ạ, đừng kích động như vậy mà. Người hãy buông vô thương ra trước đi. Tiền bối, hai người... Ta hỏi con, trên người con có bông tường vi bằng gỗ nào không? Là màu đỏ. Có. Sao hai người biết? Sao chúng ta lại có thể không biết chứ? Đây là do ông nội con tự tay khắc lên. Hôm con ra đời đấy. Là ta khắc đấy. Ông nội. Vậy người là bà nội của con? Vết bớt và hoa gỗ đều khớp rồi. Đúng là ông trời mở mắt mà. Ta thật không ngờ quãng đời còn lại của ta còn có thể gặp lại con. Bao năm nay con đã đi những đâu rồi? Chuyện lúc nhỏ con cũng không nhớ rõ nữa. Con chỉ nhớ lúc nhỏ có một lần bị sốt, suýt nữa thì bị chó hoang tha đi mất. Là bà nội sau này đã thu nhận con, bà đã luôn chăm sóc cho con. Khó khăn lắm con mới khỏe lại được. Sau đó hai người chúng con sống nương tựa vào nhau. Vậy người nuôi dưỡng con đang ở đâu? Chúng ta phải báo đáp người ta thật tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Bà đã qua đời rồi. Cháu gái bảo bối của ta chịu khổ nhiều rồi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đã về nhà rồi. Sau này con không cần phải phiêu bạt khắp nơi nữa. Bà nội. Ông nội. Bà nội à, con muốn cầu xin hai người một việc. Hai người có thể cứu tỷ tỷ được không? Nguyệt thần cung có ơn với con, con nhất định phải báo đáp tỷ ấy. Chuyện của con chính là chuyện của chúng ta. Ông nó à, mau đi xem tiết cô nương đi. Phu nhân yên tâm, để ta lo. Cảm ơn bà nội. Độc công tỷ dạy ta, ta đã nắm lại toàn bộ rồi. Dạy ta độc công mới đi. Độc công ta dạy hết cho muội rồi. Dựa vào tư chất của muội, sau này nhất định sẽ có thành tựu. Vốn tưởng rằng độc công này đến đời ta là thất truyền rồi, không ngờ vẫn có thể tiếp tục để muội truyền lại đời sau. Vì báo thù cho phụ thân ta, cho dù có bảo ta chết, ta cũng không tiếc. Bây giờ điều duy nhất muội có thể làm chính là tăng cường tâm pháp độc công. Kiên trì đi. Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, chắc là một chiêu chí mạng. Công phu mới có mấy ngày, không ngờ muội lại có tiến bộ lớn như thế này. Ta thấy sau mấy hôm nữa, ta có thể dạy muội cách điều khiển rắn rồi. Có người đến, ta đi trước đây. Khả Khả, sao muội lại ở đây? Muội đến đây cho khuây khỏa. Một mình sao? Sao rồi? Huynh thấy bên này còn có người khác sao? Ví dụ như Tiết Thái Nguyệt.
Nếu như muốn báo thù cho phụ thân, hãy đi cùng với nhóm người Lý Hoại đến Kinh Thành. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở Kinh Thành. Khả Khả, trao đổi thư với ai thế? Muội trao đổi thư với ai? Không cần giải thích với huynh. Ta hiểu được tâm trạng của muội, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Ta hy vọng muội có thể kiên cường đối mặt. Ta rất mong đợi được nhìn thấy Phương Khả Khả vừa vui vẻ vừa dễ thương của ngày xưa, Phương Khả Khả của ngày trước đã bị các người tự tay hủy hoại rồi. Rõ ràng Thiết Thái Nguyệt giết chết phụ thân muội, tại sao huynh lại phản bác lại hết lần này đến lần khác? Tim muội đã chết rồi, đã theo phụ thân ta xuống đất rồi. Muội không bao giờ có thể trở thành Phương Khả Khả của ngày xưa nữa. Con nằm mơ ta cũng không ngờ được, ta thật sự tìm thấy cháu gái rồi. Đời này của ta không còn hối tiếc gì nữa. Nói gì thế? Tiếp theo chính là lúc đợi ôm chắc trai rồi. Ông nội, bà nội, cháu gái, trời trở mát rồi, đừng để bị lạnh. Cháu gái của chúng ta ngoan quá. Cháu gái à, những lời ta nói vừa rồi còn có nghe thấy không đấy? Đã muộn lắm rồi ông nội ơi, sao hai người vẫn chưa về ngủ chứ? Cháu gái bảo bối, con nói thật cho ta biết, có phải con thích Long Thiếu Hiệp không? Con... ta thấy tên tiểu tử đó được đấy. Xét võ công, nó xứng đáng với cháu gái nhà chúng ta. Xét nhân phẩm, tính cách cố chấp đó lại rất giống ta. Nếu như thành cháu rể của ta, ta tuyệt đối ủng hộ. Hai người đừng nói nữa, mau đi về đi ngủ đi. Khả Khả, muội đang làm gì vậy? Đừng uống rượu nữa. Huynh mặc kệ ta, để ta uống. Muội cứ uống như thế này rất hại đến sức khỏe đấy. Chết là tốt nhất chứ gì. Như vậy ta có thể đi cùng với cha của ta rồi. Ta cũng không cần phải đối phó với Thiết Thái Nguyệt đáng ghét đó. Ta biết trong lòng muội rất khó chịu. Nếu như muội khó chịu thì muội hãy nói ra, cho dù có khóc thì ta cũng sẽ cùng muội khóc được không? Tại sao người Lý Hoại thích lại là Tiết Thái Nguyệt chứ? Tại sao lại là Tiết Thái Nguyệt? Tại sao cô ta lại là kẻ thù giết cha của ta? Tiết Thái Nguyệt đó rốt cuộc tốt ở điểm nào? Tại sao Lý Hoại tình nguyện hy sinh tất cả vì cô ta? Khả Khả, trong lòng ta có 1.000.000 Tiết Thái Nguyệt cũng không bằng một Phương Khả Khả. Muội tốt hơn Tiết Thái Nguyệt hàng nghìn hàng vạn lần. Vậy thì có tác dụng gì? Chung quy huynh cũng không phải là Lý Hoại mà. Đúng thế, ta không phải là Lý Hoại. Nhưng cái duy nhất ta có thể làm chính là cả đời ở bên muội. Được, muội muốn uống rượu, ta uống cùng với muội. Muốn chết cùng chết. Đồ xấu xa, đừng uống nữa.
Khả, xin lỗi, ta... Huynh đã hủy hoại thanh bạch của ta, ta phải giết Huynh. Xin lỗi Khả Khả. Đều do ta không tốt, nhất thời hồ đồ. Không nên nhân lúc muội uống say. Nhưng ta thật sự rất yêu muội, giống như muội yêu Lý Hoại vậy. Huynh, nếu như giết ta rồi, có thể khiến muội dẹp bỏ căm phẫn trong lòng muội, vậy thì muội cứ ra tay. Ta tình nguyện chết trong tay muội. Huynh cút đi cho ta. Huynh đi ra cho ta. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Nếu như Huynh dám nói cho người khác biết, chắc chắn ta sẽ không tha cho Huynh. Cút đi. Cút đi. Cút đi. Không cần lo lắng. Hỗn nguyên khí khí công của ông nội kết hợp với phương pháp châm cứu độc đáo này, độc của rắn linh lung tam hoa, căn bản không làm khó được ông ấy đâu. Tiết cô nương, thử nói một câu xem nào. Cảm ơn tiền bối. Người cô nên cảm tạ nhất là Long Thiếu Hiệp ấy. Nếu như không phải cậu ấy ứng đối thích hợp lúc đầu cho cô uống thanh độc đan, có lẽ cô cũng không kéo dài được đến bây giờ. Cảm ơn Long công tử. Tiết nha đầu, độc trên người cô vừa mới giải, huyết dịch trong người có lẽ còn chưa lưu thông thuận lợi. Hay là cô đi ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa một chút đi, chất độc còn dư trong cơ thể sẽ được loại bỏ nhanh hơn. Đa tạ tiền bối, ta biết rồi. Bà nội, bệnh của tỷ tỷ đã khỏi hoàn toàn chưa? Tỷ ấy có thể nhớ lại Lý Hoại đại ca được không? Lúc ta giúp cô ấy giải độc, phát hiện ra trong cơ thể cô ấy đã bị hạ vong ưu cổ. Đây chính là nguyên nhân chính khiến cô ấy không nhớ Lý Hoại đấy. Vậy...